Trên đường giao hàng, anh đã đâm vào một chiếc xe xăng mà thậm chí cả đời anh cũng không đủ khả năng bồi thường. Nhưng điều anh không ngờ đến là người phụ nữ lái xe xinh đẹp đó lại là cô nàng luôn dính lấy anh ở trên mạng, thường xuyên dành thời gian chơi game cùng anh. Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, cô gái mộc mạc mà anh chưa từng gặp mặt lại là nữ tổng tài lạnh lùng của một công ty lớn trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng trên thị trường. Trong lúc anh cảm thấy tuyệt vọng, nhìn vào phần đầu xe bị anh đâm biến dạng, anh đang tính toán cần phải làm thêm bao nhiêu công việc để có thể đền bù được thì cánh cửa xe mở chậm và một cô gái xinh đẹp bước xuống từ trên xe. Cô ấy không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn anh với đôi mắt to tròn, tinh nghịch. Sau một lúc, anh cuối cùng cố gắng cười một nụ cười giả tạo và nhanh chóng nói lên lời xin lỗi, thực sự xin lỗi về sự cố này. Nhưng tôi nhất định sẽ đền bù cho cô. Cô gái nghiêng đầu và đôi mắt to lấp lánh nhấp nháy, nhưng vẫn không nói một lời. Anh cảm thấy một chút xấu hổ và gãi đầu, hay là cô tính toán thiệt hại trước đi. Có thể tôi không thể đền bù toàn bộ một lần, nhưng chúng ta có thể ký một hợp đồng. Tôi chắc chắn sẽ chi trả toàn bộ càng sớm càng tốt. Cô gái nhỏ mở miệng ra, rồi lại đóng lại và lắc đầu. Sau đó, cô tiến lại gần hơn, đôi mắt đẹp của cô quan sát anh từ trên xuống dưới. Cuối cùng, ánh mắt của cô tập trung vào cánh tay anh vừa bị chảy xước. Anh ngay lập tức hiểu ý nghĩa đằng sau hành động của cô và nhanh chóng vẫy vẫy tay để cho thấy anh không sao. Cô gái nhỏ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cười nhẹ và gật đầu với anh, không nói gì thêm, rồi quay đầu đi lên xe. Anh nhìn thấy điều này vô cùng ngạc nhiên liền vội vàng gọi lên đợi một chút, cô đang định đi sao? Cô gái đã mở cửa xe và khi nghe tiếng anh gọi, cô xoay đầu với vẻ ngạc nhiên nhìn về phía anh. Cô không cần tiền bồi thường sao? Cô gái mỉm cười nhẹ và lắc đầu. Cô cúi người xuống và chui vào trong xe. Cùng với tiếng động cơ vang lên từ, cô gái nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Anh đứng yên tại chỗ, ngẩn ngơ trong một lúc lâu. Bất ngờ anh cảm thấy mình may mắn như sống sót sau một cú sốc. Mơ mơ màng màng quay trở về nhà và ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Anh nghe thấy tiếng chuông thông báo tin nhắn kêu to từ chiếc máy tính. Anh đi qua và mở ra, và đúng như anh nghĩ, đó là tin nhắn từ cô gái dễ thương mà anh đã quen biết hơn 2 năm. Nam nhân, anh đã thay đổi rồi, anh còn không còn chơi game cùng tôi nữa. Có phải anh đã có người yêu khác rồi không? Buồn quá, buồn quá. Anh liếc mắt lên và nhìn chằm chằm vào ô chat, sau đó trợn ngược mắt rồi trả lời, chơi, chơi, chơi. Cô chỉ biết chơi thôi, tôi đây vừa mới tốt nghiệp phải ra ngoài tìm việc làm đây. Hu hu hu, anh thật lạnh lùng, như thể anh chưa từng yêu tôi vậy. Bớt dùng chiêu này đi. Tôi đang nghiêm túc nghi ngờ rằng tôi đã không thi tốt trong kỳ thi đại học là vì người phụ nữ phung phí như cô suốt ngày lôi kéo tôi đi chơi game. Nam nhân đáng ghét, không cho phép anh gọi tôi phụ nữ phung phí. Kể từ lần sinh nhật cuối cùng của anh đã nhận được một bộ skin từ cô ấy. Cô gái dễ thương này ở chỗ của anh lại có thêm được một biệt danh phụ nữ phung phí nữa rồi. Anh đếm sơ qua và tính toán một chút. Trong những năm qua, cô ấy đã ném vào trò chơi hàng trăm vật phẩm, ít nhất cũng phải mấy triệu đồng. Thật là phung phí. Lúc này, Ngô Bội Ni đang nằm trên ghế sofa trong căn biệt thự của mình, mặt đỏ bừng và cố gắng gõ trên điện thoại di động. Nếu anh còn mắng tôi sẽ gọi người đến đánh anh qua dây mạng đấy. Xem cô sẽ làm gì, cô lợi hại như vậy gia đình cô có biết không? Vậy anh đồng ý để tôi đi tìm anh rồi. Có lẽ tốt nhất cả đời này chúng ta không nên gặp nhau, cứ coi nhau như những người lạ quen thuộc nhất. Tự do theo ý muốn, muốn nói gì thì nói, như vậy sẽ tốt hơn. Anh trả lời một cách nghiêm túc. Ngô Bội Ni nhấp nháy đôi mắt, bĩu môi và gõ trên điện thoại. Vậy anh không được mắng tôi nữa nhé, nếu không tôi sẽ tra địa chỉ IP của anh. Được rồi, cô mau nghỉ ngơi đi. Tôi tiếp tục tìm việc làm đây. Tạm biệt. Vậy được. Ngô Bội Ni cầm điện thoại trong tay, nhìn chăm chú vào màn hình suốt nửa tiếng đồng hồ, sau đó gửi ngay một tin nhắn mới. Đã tìm được chưa? Tìm được chưa? Mau chơi game cùng tôi đi. Lúc này anh cảm thấy hơi ngán ngẩm và mở lại cửa sổ trò chuyện. Anh gõ liên tục trên bàn phím, đại tiểu thư của tôi ơi, cô thật không biết sự khổ cực của cuộc sống sao. Cô nghĩ tìm việc giống như mua rau cải à? Đợi tôi một thời gian nữa đi, khi nào cuộc sống của tôi ổn định rồi, tôi sẽ có thời gian chơi game cùng cô. Vậy phải như thế nào mới gọi là cuộc sống ổn định? Ít nhất phải có một căn nhà riêng trước đã, có một tổ ấm của riêng mình. Ngô Bội Ni nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi đôi mắt cô lập tức sáng lên. Vậy thì ngày mai được không? Anh im lặng một vài giây, sau đó bắt đầu mắng mỏ. Kể cả tôi có 8 quả thận cũng không thể mua được một căn nhà trong một ngày như vậy. Ngô Bội Ni nghe xong liền không phục nói. Vậy nếu như có một chủ nhà vừa đúng lúc có một căn nhà và định bán cho anh với giá 3 triệu 7 thì sao? Anh nhếch môi một vài cái. Cô đúng thật là một con cáo già xảo quyệt mà.
Ngô Bội Ni vui mừng nói, đúng vậy, đúng vậy. Anh không thể nhịn được liền trợn ngược mắt trên màn hình máy tính. Đúng cái con khỉ, tiểu phú bà mát mẻ chỗ nào, mong đợi chỗ nào. Đừng ép tôi phải đánh anh qua dây mạng đấy. Được đó, được đó. Vậy lúc nào thì anh qua đây? Có vẻ như cô gái này đang đợi anh thì phải. Anh lắc đầu một cách bất lực. Tìm cái gì mà tìm, tôi không muốn trò chuyện với cô nữa. Tôi còn phải tham gia một buổi phỏng vấn online nữa. Nói rồi anh liền đóng cửa sổ trò chuyện. Vậy được, vậy đợi anh phỏng vấn xong, chúng ta không chơi game. Anh có thể nói chuyện với tôi được không? Ngô Bội Ni có vẻ thất vọng, gửi tin nhắn cuối cùng. Vừa định đặt điện thoại xuống, một giọng nói hấp tấp từ bên ngoài phòng vang lên, con gái à, con không sao chứ? Ngay khi giọng nói vừa dứt, một người đàn ông trung niên tên là Ngô Quốc Đông là bố của Ngô Bội Ni vội vã chạy vào trong. Ông ấy nhìn từ đầu đến chân con gái mình, nhận ra rằng cô ấy không bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm, con gái, từ nay về sau không được lái xe ra ngoài một mình nữa nhé. Mạng của bố đã bị con dọa làm mất một nửa rồi. Con đừng có như vậy nữa. Ngô Bội Ni lơ đãng và chậm rãi gật đầu. Sau đó, cô nghĩ ra một điều gì đó và lấy điện thoại ra nhập ra một đoạn văn và sau đó đưa cho bố xem. Con đã nạp rất nhiều tiền vào trò chơi, bố có nghĩ rằng con phung phí không? Ngô Quốc Đông ban đầu ngạc nhiên, sau đó quả quyết lắc đầu, sao có thể gọi là phung phí được? Con gái của bố không chỉ không phung phí mà còn giúp bố kiếm nhiều tiền đấy. Ngô Bội Ni không hiểu lắm, cô vội ngồi thẳng lưng và nháy mắt về phía bố mình. Ngô Quốc Đông cười và bắt đầu giải thích, các trò chơi mà con chơi đều có sự đầu tư từ nhà chúng ta. Vì vậy, số tiền con nạp vào cuối cùng sẽ có một phần quay trở lại gia đình chúng ta. Giả sử ví dụ, nếu con nạp vào 37 triệu thì sẽ có 18 triệu 500k quay lại nhà chúng ta, tức là số tiền con nạp càng nhiều, số tiền quay lại càng nhiều, sao có thể gọi là phung phí được chứ? Ngô Bội Ni nghe xong liền nhăn mày một chút, rồi lặng lẽ gõ một dòng chữ trên điện thoại, ba, con bị câm chứ con không có ngốc. Ngô Quốc Đông cười hi hi và ho khan một vài tiếng, che giấu sự bối rối của mình. Nhìn con gái bảo bối của mình, ông cảm thấy lo lắng. Ngô Bội Ni cũng không còn trẻ nữa, mỗi ngày trừ đi làm ra thì toàn ở nhà chơi game, không tham gia hoạt động xã hội nào cả. Công ty của bạn thân là một tập đoàn đọc sách số mà cô ấy đã mua. Cô ấy chỉ xử lý công việc của tập đoàn và ở trong văn phòng suốt ngày, không ra khỏi cửa. Cô ấy nổi tiếng lạnh lùng trong công ty, còn việc kết bạn và hẹn hò thì càng không bao giờ nghĩ tới. Lão Ngô đang lo lắng vì điều đó. Ông ấy đã vô số lần bị các trưởng bối trong Ngô gia chất vấn rằng đến bao giờ ông ý mới có cháu bổng. Nhưng ông ấy không thể ép buộc con gái đáng thương của mình. Vì dù sao cô ấy cũng mất mẹ từ khi còn nhỏ, lại thêm trường hợp đặc biệt như vậy. Mặc dù hiện tại ông ấy rất yêu thương, trừ chuộng cô ấy, nhưng nhỡ một ngày nào đó ông ấy không còn nữa, ai sẽ đến chăm sóc con gái ông đây? Thực sự là một điều đáng lo ngại. Cuối cùng, trước khi ông ấy đứng dậy rời đi, ông ấy tự ti hỏi một câu, con gái à, chính là chú Lý của con có đứa con trai của họ Hàng, con người cũng khá tốt đấy, hay là... Còn chưa đợi ông ấy nói xong câu này, Ngô Bội Ni ngay lập tức quay đầu, bĩu môi, dáng vẻ từ chối giao tiếp. Lão Ngô biết rằng khi nhắc đến chuyện này thì chẳng có hy vọng gì cả. Ông than thở một tiếng dài, nhanh chóng quay người rời đi, thôi vậy, thôi vậy. Cùng lắm trong tương lai bản thân xuống dưới rồi bị ông bà nội của cô quở trách. Nghe tiếng bước chân xa dần của bố, Ngô Bội Ni mỉm cười đắc ý. Cô ấy tất nhiên hiểu lòng tốt của bố mình. Nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại, cô ấy nhìn chằm chằm vào khung chat và ngẩn ngơ. Tên xấu xa Trần Văn, anh mau trả lời tôi đi. Nếu không trả lời, tôi thật sự sẽ qua đánh anh đấy. Yeah,